Vâng, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với anh em TV. Có thể là ở thời điểm này thì anh em cũng đã xem hết sự kiện ra mắt chiếc Bphone A40 và Bphone A60 rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà anh em biết gì không? Bọn tôi đã có trên tay đây rồi. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau trên tay cũng như đánh giá nhanh về cả hai mẫu máy này, A40 cũng như là A60 mới nhất đến từ BKV nhá. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi, chứ còn chần chừ gì nữa. Anh em ơi. Rồi, hai cái phiên bản mình đang có đây là phiên bản Bphone A40 và Bphone A60. Và trước khi chúng ta đi vào chi tiết thì mình sẽ giới thiệu qua cho anh em một chút. Cái Bphone A40 và A60 thì nó sẽ đều có tên ở phía mặt lưng. Đấy, anh em khi mua máy thì anh em cũng sẽ biết ngay. Đó. Và phiên bản A40 nó sẽ có màu trắng, còn phiên bản Bphone A60 thì nó sẽ có màu xanh, nhìn rất là đẹp. Nhưng mà tí nữa thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn với anh em, được chưa ạ? Còn nhìn chung về hai cái hộp này thì nó y hệt như nhau thôi. Đây, từ những cái hình nền bên ngoài này. Đó, hộp thì là cả hai đều có màu xanh, thế nhưng mà máy bên trong thì nó lại khác màu nhau. Rồi, còn về thông tin bên ngoài nhá. Đây, thông tin bên ngoài thì nó cũng y hệt như nhau thôi. Nào là con chip G85 này, cho đến pin 5000 mAh này, sạc nhanh 18W này, vân vân và vân. Nhìn chung thì nó sẽ giống nhau về những cái như thế. Thế thì nó khác nhau ở điểm nào? Nó sẽ khác nhau ở cái bộ nhớ bên trong cũng như là RAM. Cụ thể thì A40 nó sẽ có 4GB RAM, còn A60 sẽ có 6GB RAM và 128GB ở trong. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào cả hai mẫu máy này. Rồi, đầu tiên mình muốn chia sẻ với anh em đó là về phần thiết kế. Thực ra cái phần thiết kế này thì mình nghĩ rằng là anh em cũng không cần phải để ý quá nhiều. Tại vì thiết kế nó không phải là cái điểm mà Bphone họ muốn đánh mạnh vào trong cái đợt này. Một cái điều mà mình thấy khá ấn tượng đó chính là viên pin lên tới là 5000 mAh. Thế nhưng mà máy cầm khá là nhẹ. Và mình không nghĩ rằng là Bphone họ có thể là nhét một cái viên pin lớn như vậy vào một cái thân hình như thế này. Đó. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình thiết kế theo dạng là đục lỗ. Đây, anh em có thể thấy ở đây. Đó. Nhìn cũng ok đấy chứ, đúng không ạ? Tràn viền, ngon. Ở mặt lưng thì chúng ta sẽ còn có thêm mỗi cảm biến vân tay ở đây. Và cảm biến vân tay này thì nó khá là nhạy. Anh em chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là nó cũng đã có thể là mở máy rồi. Đó, mặt lưng thì chúng ta sẽ còn có thêm logo hình chữ B ở đây. Ở phía cạnh dưới thì sẽ là jack cắm tai nghe 3.5 cũng như là cái đầu Type-C. À, máy này thì sẽ hỗ trợ sạc nhanh 18W. Thế nên là nếu như mà anh em nào mà hết pin thì anh em cũng không cần quá lo lắng. Anh em chỉ cần cắm tầm khoảng là 10 đến 15 phút là chúng ta đã có thể có đủ dung lượng để dùng tiếp rồi. Thêm một cái điều nữa mà mình thấy rằng cũng khá thú vị về mặt thiết kế, đó chính là nếu như anh em để ý nhá, thì anh em sẽ thấy rằng ở phía bên cạnh phải chúng ta sẽ có nút nguồn cũng như là nút tăng giảm âm lượng. Và ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ còn có thêm một cái nút nữa. Cái nút này nó là cái nút nó là cái nút khởi động nhanh máy ảnh. Anh em chỉ cần double tap vào đây, đó là chúng ta sẽ có máy ảnh để chúng ta dùng luôn. Thế nhưng mà khen thế thôi, bây giờ tôi mới chia sẻ với anh em về một vài những cái trải nghiệm của tôi này. Năm nay chúng ta sẽ có một cụm có khá nhiều camera ở phía sau. Chúng ta sẽ có cam chính, chúng ta sẽ có camera góc siêu rộng, chúng ta sẽ có camera macro. Về cơ bản thì mình không muốn nói về cái thông số của camera này, mà mình muốn nói về cái trải nghiệm khi mà chúng ta chụp ảnh. Cụ thể ở đây là năm nay thì như anh em đã biết, Bphone họ đã tinh chỉnh lại về cái giao diện của camera. Cụ thể thì nếu như mà anh em muốn chuyển đổi qua lại giữa những cái chế độ với nhau ấy, thì đây, chúng ta sẽ có chụp ảnh này, AI này, chúng ta sẽ có chụp ảnh S9 này, vân vân và vân vân. Đó. Và nếu như anh em muốn đây. Đó, anh em muốn chụp ảnh thì anh em chỉ cần bấm vào cái biểu tượng này là xong. À, tuy nhiên thì cũng sẽ có một cái điều mà anh em cần phải lưu ý, đó chính là trong cái quá trình mà mình sử dụng cái camera của chiếc Bphone A60 này ấy, thì trong một vài trường hợp mình đã có chụp thử là đang chụp một cái thì là máy nó tự động dừng cái ứng dụng camera này. Con mẹ. Đặc biệt là trong một cái tính năng rất là mới của Bphone, đó chính là tính năng chụp ảnh thẻ. Và anh em sẽ phải mở lại cái ứng dụng máy ảnh lên. Và cái điều này nó cũng sẽ xảy ra nếu như anh em sử dụng cái tính năng gọi là cái tính năng S Macro, một cái tính năng mà Bphone họ rất là tự hào. Thế nhưng mà thực ra thì nói đi cũng phải nói lại, những cái bức ảnh mà mình đã chụp được ở trên chiếc Bphone A60 thì phải công nhận với anh em rằng là cái chất lượng cho ra nó khá là tốt. À, cụ thể thì anh em có thể tham khảo một vài bức ảnh mà mình đã chụp được bạn Cường của Hôm Nay Gì, thì anh em thấy rằng là riêng về cái ảnh xóa phông nhá, cái background đằng sau nó xóa rất là mờ mịt và mình thấy rằng nó xóa khá thông minh. Đó, nếu như mà anh em nào mà chụp cho người yêu, chụp cho bạn gái mà sử dụng cái tính năng xóa phông này thì mình nghĩ rằng là họ cũng sẽ rất là hài lòng với tính năng này đấy. Và thêm một cái tính năng nữa đó chính là về cái khả năng chụp ảnh macro, thì đây anh em có thể tham khảo một vài hình ảnh mà mình đã chụp được ở đây. Thì mình thấy rằng là chất lượng ảnh cho ra nó cũng tương đối tốt. Và nếu như anh em chỉ cần chỉnh màu qua một tí thôi là anh em có thể có được những cái bức ảnh rất là đẹp để đăng lên mạng xã hội rồi.
Nói chung là về cái phần camera thì mình thấy rằng là Bayphone họ đã làm rất là ok. Duy chỉ có một cái điểm, đó chính là đang chụp thì máy nó bị dừng thôi. Và mình nghĩ rằng là Bayphone họ hoàn toàn có thể khắc phục được cái điều này trong những cái bản cập nhật tiếp theo. Rồi, còn nhìn chung về cái cấu hình của máy đi ạ. Cấu hình của máy thì đây, bác Quảng cũng đã có chia sẻ với chúng ta, cũng như là máy cũng đã in hết ở bên trên hộp rồi. Chúng ta sẽ có chip là MediaTek G85 và chúng ta sẽ có phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Và chiếc Bayphone này sẽ chạy trên nền tảng là BOS 9.1 và tất nhiên là nó vẫn sẽ giữ lại tất cả những gì mà chúng ta đã từng biết ở trên chiếc Bayphone thế trước. Ví dụ như là cử chỉ này, đây, vuốt lên này. Anh em muốn vào content center thì anh em vuốt thế này. Đó, được chưa ạ? Ngon chim luôn. Và nếu như anh em muốn chụp ảnh màn hình thì chúng ta sẽ có những cái tác vụ nhanh. Đó, vuốt lên như thế này để chụp ảnh màn hình. Thì mình nghĩ rằng là anh em sẽ cần phải có thời gian để mà anh em làm quen với cái tác vụ này. Về trải nghiệm thì với một mức giá như thế này thì thật là khó để có thể đòi hỏi một trải nghiệm thực sự là mượt mà từ đầu đến cuối. Máy vẫn có hiện tượng giật lag thấy rõ. Anh em nếu như anh em chỉ cần vuốt qua vuốt lại hoặc là anh em đăng nhập vào ứng dụng thôi thì anh em sẽ thấy rất rõ cái điều này. Và nếu như anh em nào muốn biết chi tiết thì anh em có thể sang video của anh Duy Thẩm, anh ấy đã nói rất rõ về điều này nhá. Anh em có nhìn thấy cái gì đây không ạ? Đúng rồi, cái trình duyệt chim lạc ấy. Đó, mình thì mình đã sử dụng cái trình duyệt chim lạc này từ đời Bayphone 2017 và Bayphone B86 và đến Bayphone A60 thì họ vẫn sẽ giữ lại cái trình duyệt chim lạc này cho chúng ta. Còn cái cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với anh em là về mức giá thì như mình đã nói, mức giá năm nay thì Bayphone họ đã làm, mình thấy rằng là đây là một cái nước đi hợp lý của BKV với một cái mức giá nó dễ dàng tiếp cận hơn với người dùng. Chứ bình thường Bayphone họ làm cái mức giá tầm khoảng gần 10 triệu thì nó cao quá. Thành ra là những anh em Việt Nam chúng ta muốn ủng hộ hàng Việt cũng không được. Tuy nhiên thì 4 triệu rưỡi thì mình nghĩ rằng là nó sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Rồi, thì đó là một vài những cái chia sẻ nhanh của mình về chiếc Bayphone A40 cũng như là Bayphone A60. Về cơ bản là hai cái mẫu máy này nó như nhau, nó chỉ khác nhau về cái dung lượng bộ trong bên trong thôi. Vậy còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về chiếc máy này với 4 triệu rưỡi? Liệu anh em có ủng hộ BKV hay không? Thì anh em hãy comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của anh em TV. Bởi vì nếu như có bất kỳ sản phẩm nào mới, mình cũng sẽ ngay lập tức chia sẻ với anh em. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye!